Ngay cả trong thời điểm mà xe gắn máy đã trở nên phổ biến, thì xe đạp vẫn là loại phương tiện giao thông quen thuộc và cơ bản đối với mỗi người dân. Không chỉ với những người bán hàng, học sinh, sinh viên, mà hiện nay đang ngày càng nhiều người lựa chọn xe đạp làm phương tiện di chuyển hàng ngày. Đường đông đúc rồi, tôi đi xe máy, dắt ra cơ hội kẹt xe, tôi thích đi xe đạp này kia cho nó khỏe thôi. Đi làm thì đương nhiên là rượu bia cũng nhiều, ngày nào người ta không có thời gian thì người ta sẽ tranh thủ, người ta kết hợp, người ta sử dụng luôn. Cũng như là ta thể dục rồi có thể đi làm cái xe đó luôn. Trên thị trường hiện nay có bán loại mũ bảo hiểm dành cho người đi xe đạp. Tuy nhiên, dường như ít ai quan tâm đến việc sử dụng những chiếc mũ này, ngoài một số người đang chạy các loại xe chuyên dụng như xe đạp địa hình, xe đạp thể thao. Nếu mà người mấy người nước ngoài á, thì nó đi xe mua xe đạp thì mua nó mũ bảo hiểm cho an toàn. Còn người Việt Nam thì người Việt Nam ít lắm. Thì đa số tất cả người tập thể dục á, người ta sẽ chọn là ở Phú Mỹ Hưng. Mà đường ở Phú Mỹ Hưng thì có nghĩa là xe lượng xe cũng tương đối. Thứ nhất cái thứ hai là xe tải của người ta cũng nhiều, cho nên đa số á, là những người lớn thì họ khi mà đã chọn tập thể thao thì họ thường sẽ mua kèm tới lại nó luôn. Còn với lại những cái bé mà đi học ví dụ gần nhà này nọ thôi thì có bạn không nó tùy. Dạo qua một vài trường học trên địa bàn thành phố, có thể dễ dàng nhận thấy các em học sinh đối tượng chính sử dụng xe đạp hiện nay thì số lượng sử dụng mũ bảo hiểm chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Vậy lý do là vì sao? Chắc không học lắm, tại vì đi xe đạp mà đâu có gây nên nguy hiểm. Dạ, nếu là đội mũ bảo hiểm thì em nghĩ là nó cũng nhận đầu lại đi, cái này thấy hơi khó chịu thì. Dạ, đi xe đạp là nó nguy hiểm, nhìn nó cũng kỳ. Với lại đi xe đạp thì mình chạy chậm hơn, chắc cũng ít tai nạn hơn. Nói chung là em nghĩ cũng không cần thiết lắm, tại vì xe đạp thì thường là cũng đi tá vào mé bên đường nên là nếu mà trường hợp xui lắm thì mới bị như vậy thôi. Còn bạn học sinh hiếm hoi sử dụng mũ bảo hiểm này, bạn ấy nghĩ gì? Dạ, tại vì đi xe đạp này thì một phần là do gia đình, phần thứ hai là do cũng là nhà em xa nên là đi cho an toàn nên em có đem theo đồ bảo hiểm. Mọi người thường hay nhìn và nghĩ em đồ bảo hiểm thì không hợp thời trang hay là kỳ cục hay gì đó. Còn riêng em nghĩ thì thuận lợi là an toàn cho em. Mọi người đi xe đạp thì có lẽ là dễ dàng bị xe máy hoặc các loại xe khác bị ép vào trong phần đường hai bên nên là có thể dẫn đến tai nạn. Đó là các em học sinh. Còn với người lớn, họ nghĩ sao về việc đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp? Thì bây giờ cái đường thì đông người như thế này mà đi vô đội mũ bảo hiểm thì nó tốt hơn. Cái chuyện bây giờ xe đã tai nạn nhiều lắm. Cũng nên đội luôn. Tại vì cái phương tiện mà nó gây cho mình nhiều khi không phải là mình chạy nhanh không, mà những cái xe khác nó gây tai nạn cho mình. Họ nghĩ là họ đạp rất chậm, họ không nghĩ đến là cái tai nạn giao thông. Không phải mình đụng người ta nhưng mà có khi tự động người ta lại đụng. Vừa qua đã xảy ra nhiều vụ tai nạn thương tâm đối với người đi xe đạp. Có thể thấy, với tính thô sơ và cơ bản, người sử dụng loại xe này dễ dàng bị tổn thương trong những vụ va chạm giao thông với các loại phương tiện khác. Dù cho chưa có quy định bắt buộc nào phải đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp, thế nhưng khi phải đối diện với những rủi ro tai nạn như vậy, vì sao mũ bảo hiểm xe đạp vẫn chưa được nhiều người sử dụng? Vì đắt đỏ, khó tìm mua hay vì chất lượng không đảm bảo? Thì giá thành của mình do mình chọn cái giá là cái tầm trung thì có khoảng 280 rồi này nọ trở lên. Có mũ này nhưng nó nhẹ hơn mũ xe máy nhiều đúng không? Nhẹ hơn. Bởi vì nó làm dạng như là bóp, nhưng mà làm bóp giờ chuyên dụng của nó. Cái đặc điểm của mũ bảo hiểm xe đạp khác với xe máy là như thế nào? Xe máy là bạn có lớp nhựa ở ngoài, cứng ở ngoài. Ở thằng này là một khối đồng nhất luôn. Và nó thứ nhất là cái miếng nhựa mà nó sẽ ép vô hoặc là nó dán tùy loại thôi. Nhưng mà cái nhựa nó sẽ không cứng như cái thằng kia. Mà cái này mình đã có một cái tem hay là phải có một cái tem gì? Cái này khi mà nhập khẩu về thì nó đã kiểm tra hết rồi. Thì khi mà nhập khẩu hải quan và phải có nó kiểm tra hết rồi nó mới cho mình nhập vô chứ. Em thấy đậu xe
xe trong trường thì để mũ bảo hiểm cũng mất, họ là giống như là nhiều khi cũng vướng bận nhiều lắm, tại vì thấy đi xe đạp điện đội nón bảo hiểm giờ cũng ít người thực hiện nữa, mà giờ bắt buộc đi xe đạp thực hiện nữa chắc cũng không ai thực hiện. Nhưng mà theo chú thì có phải nên làm một cái lệnh bắt buộc không hay là chỉ để khuyến khích thôi? Bắt buộc luôn, nó dễ kiểm soát hơn, như khuyến khích nhiều người thích thì làm đội, còn nhiều người không thích thì nhưng nhiều khi nó xảy ra cái tai nạn ngoài ý muốn rồi cho mình nên thận. Giữa hai mình chọn hai cái lựa chọn, cái an toàn mới là cái phiền toái, cái nào nó tốt hơn cho mình. Đất nước mình là mỗi ngày một phát triển rồi, thì cái nhu cầu của người ta sống lúc nào cũng nói chung là quan trọng về sức khỏe, thì tôi nên áp dụng cái vấn đề là nên khi di chuyển trên phương tiện xe thì mình nên đội mũ bảo hiểm. Cái luật đó là bảo vệ người cho mọi người thôi, chứ không phải là làm hại gì, cũng gây sự gây khó khăn gì, cái mũ bảo hiểm thì cũng không ảnh hưởng gì lắm. Khi một người tham gia giao thông thì bất kể tất cả cả phương tiện gì cũng nên đội nón bảo hiểm, bắt buộc mình đội nón bảo hiểm. Đi làm chắc có lẽ là 90% không thích đội nón. Thường cái gì mình bắt buộc họ lúc đầu là hơi khó chịu, nhưng mà cái khó chịu đó, nhưng mà cái thời gian sau là tự động. Không quen rất tốt, không có quen đi gì Việt Nam, ở đâu cũng thế. Đó là bảo đảm cho mình mà an toàn cho mình. Vừa qua, các cơ quan chức năng đã ra quân xử lý quyết liệt vi phạm không đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện, xe máy điện. Tuy nhiên, hiện quy định này vẫn chưa được người dân chấp hành một cách thực sự nghiêm chỉnh. Đội mũ bảo hiểm là an toàn, là văn minh, không chỉ riêng với những người đi xe đạp. Nên chăng, một khi đã tham gia giao thông, thì dù bằng loại phương tiện nào, mỗi người cũng phải có một chiếc mũ bảo hiểm cho riêng mình. Thảo để ý có rất là nhiều người nước ngoài khi đến với Việt Nam, và đặc biệt là khi họ đi xe đạp họ cũng đội mũ bảo hiểm như là một cái thói quen mà họ áp dụng từ trong nước họ vậy đó. Đó là người nước ngoài, còn người Việt Nam đâu có thói quen đi xe đạp đội nón bảo hiểm đâu. Thì tại vì luật Việt Nam đâu có phải là bắt buộc. Cái chuyện đó là chuyện không bắt buộc, cho nên là họ cảm thấy rất là thoải mái khi mà đi xe đạp không đội mũ bảo hiểm. Nhưng mà nó có thể bảo đảm an toàn cho họ. Tại vì hầu hết là những tai nạn là do xe ô tô hoặc là xe gắn máy gây ra cho xe đạp, chứ xe đạp người ta ít khi tự ngã lắm. Nhưng mà Ngọc cũng nghe ý kiến của người dân rồi đó. Đôi khi đi ngoài đường, đi xe đạp, không ai đội, còn mình đội thì nhìn nó cũng nó giống như là nhiều cái ánh mắt tò mò nhìn mình, không biết là mình suy nghĩ cái chuyện gì. Thêm một cái ý nữa là nếu như Ngọc đi xe theo máy, Ngọc là phải an toàn là trên hết, là bản thân mình là được rồi. Đây Ngọc nghĩ nha, đi xe máy phải đội mũ bảo hiểm cồng kềnh nặng nề, đó là cái chuyện mà bắt buộc, thì bây giờ mọi người cũng đã nâng cao được cái ý thức đó. Nhưng mà cái việc đi xe đạp thì thưởng thức cảnh ngoạn hay là ngó nghiêng gì đó, mà cái việc đội một cái mũ bảo hiểm nè, nếu như nói như Thảo nè, Ngọc nói Thảo nghe nè, những cái vận động viên đua xe đạp người ta tốn sức rất nhiều, người ta đi trên một chặng đường dài, tại sao người ta vẫn có thể đội nón bảo hiểm được? Nhưng mà Ngọc à, đó là cái mũ bảo hiểm được thiết kế riêng cho xe đạp, cho nên có vẻ như là nó nhẹ hơn và nó thoáng hơn, nó không có giống cái mũ bảo hiểm bình thường mà mình đội. Và như Thanh Thảo nói thì chúng ta sẽ có những nón bảo hiểm thiết kế đặc biệt cho xe đạp.